Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, khi mà mọi người, mọi nhà vui Tết, thì ở các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, các y bác sĩ vẫn thầm lặng với công việc của mình, sát cánh cùng người bệnh để sớm chiến thắng COVID-19. Trong những ngày nghỉ Tết, mỗi ngày Đà Nẵng có từ 750 đến 850 ca mắc COVID-19. Để đáp ứng nhu cầu về điều trị cho bệnh nhân, ngay từ trước Tết, các cơ sở y tế đã có phương án huy động nhân lực, trang thiết bị y tế. Với những y bác sĩ tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, hành trang họ mang theo là lòng nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn để giúp người bệnh vượt qua cửa tử COVID-19. Tết nhất thì ai cũng muốn về nhà, ai cũng muốn đón giao thừa cùng gia đình. Đặc biệt là mình là một người không phải là người dân Đà Nẵng, xa quê vào đây lập nghiệp thì cũng rất là mong muốn về nhà. Nhưng mà mọi người, vì bệnh nhân thì tạm gác lại. Em cũng cố gắng để giúp đỡ cho bệnh nhân. Thì cũng muốn gửi tới những bệnh nhân, người nhà. Ví dụ như có cái tấm lòng nhỏ thì bọn em cố gắng để đưa vào để cho họ cảm thấy ăn ngủ hơn. Và cũng động viên nói chuyện với bệnh nhân để cho họ cảm thấy ấm áp với những cái thời điểm xa nhà, với là trong cái hoàn cảnh mà COVID khó khăn như vậy. Cũng như các đồng nghiệp tại các cơ sở y tế, trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng y tế cơ sở tại các trạm y tế lưu động cũng túc trực 24/24 giờ, tiếp nhận, xử lý thông tin và theo dõi, hỗ trợ điều trị các trường hợp F0 tại nhà. Tất cả đều diễn ra như những ngày thường để người dân được đón Tết an toàn. Mỗi trạm y tế là có nhân lực là khoảng là 10 nhân viên y tế, trong đó có 2 bác sĩ, một cộng tác viên dân số và 49 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng hỗ trợ về công tác theo dõi chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0, cũng như là về hiện tại thì điều trị tại nhà khoảng là 3.000 ca, nhưng mà trong đó là đã hoàn thành điều trị cách ly tại nhà 2.800 ca, thì còn khoảng 1.000 ca là đang điều trị. Ngày Tết ở bệnh viện điều trị COVID-19, trong vòng xoay công việc, các y bác sĩ vẫn thầm lặng chăm sóc toàn diện cho người bệnh cả về sức khỏe và tinh thần, để mang sức khỏe bình an đến tất cả mọi người. Khi người bệnh được hồi phục, đó cũng là lúc mùa xuân về ở nơi tuyến đầu chống dịch.